chào bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Kim Motul. Ở clip hôm nay thì em sẽ đi review và khui hộp cái mẫu sản phẩm mẫu Bled Mini có cái tên thương hiệu là AIS, và cái hộp này nó được nhập khẩu chính hãng qua cái công ty AIS Việt Nam. Và ở clip này thì em sẽ đi khui hộp cái sản phẩm này và em cũng sẽ hướng dẫn các bác là gắn lên những cái chiếc xe phổ thông, như ở đây em đang cầm là một chiếc pha của chiếc X150. Thì giới thiệu với các bác cái chiếc pha X150 thì cái bóng theo xe nó sẽ là những cái bóng halogen dạng như thế này. Thì bây giờ là ở đằng sau nó sẽ có những cái phần đuôi như thế này, gọi là chân H4. Và bây giờ là em sẽ đi khui hộp cái sản phẩm có cái chân H4 ở đây. Thì cái sản phẩm này ứng dụng của nó sẽ được gắn vào cho những cái chiếc xe máy dòng Honda này, dòng IA, đại loại là những cái chiếc xe có cái phần bóng chân H4. Ở đây thì cái chân H4 cực kỳ dễ nhận biết là các bác có thể nhìn thấy cái vành sắt khá là to và có ba cái chấu ở đây, còn gọi là cái bóng ba chân. Thì kỹ thuật thì sẽ gọi là cái bóng chân H4. Thì những cái bóng chân H4 này thì ở trên những cái chiếc xe máy đại đa số nó sẽ sử dụng cái bóng này, hoặc là trên những cái chiếc ô tô thì chúng ta cũng sẽ thấy những cái bóng này nó sở hữu trên những cái chiếc ô tô mà giá rẻ. Cái đặc tính của những cái bóng mà dạng chân H4 thì chúng ta rất dễ nhận biết, kể cả là trên ô tô, thì khi một cái bóng như thế này thì chúng ta bật nó sẽ có cái chế độ pha cùng mấy cốt ở trong một cái pha như thế này, nó sẽ là những cái bóng chân H4. Và bây giờ là em sẽ đi khui hộp cái sản phẩm mà để dành cho những cái chiếc xe máy cũng như là những cái chiếc xe ô tô sử dụng những cái bóng chân H4. Thì quá trình chúng ta đi lâu ngày nó sẽ bị giảm thiểu cái độ sáng đi, và chúng ta sẽ cần một cái giải pháp tăng sáng hiệu quả. Thứ nhất là về kinh tế, thứ hai là về cái độ sáng. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ đi xăm soi cái hộp này xem là nó sẽ là như thế nào. Và trước mắt các bạn ở đây đang là cái hộp có cái tên thương hiệu là AIS. Một cái chiếc hộp được làm khá là đẹp trên cái tông nền chủ đạo là màu đen. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn đến một cái hình quả địa cầu có cái chữ là Protector Lens sáng quắc ở đây. Điểm xiết thêm là có vài cái sọc màu xám cũng như là những cái sọc màu đỏ ở đây. Và ở bên hông sản phẩm thì sẽ có một cái mã check QR code của hãng và những cái số điện thoại ở bên Trung Quốc. Thì cái sản phẩm này sẽ là hàng chính hãng của công ty AIS, được công ty AIS Việt Nam nhập khẩu và phân phối. Cho nên là những cái sản phẩm này chúng ta lắp thì sẽ là yên tâm tuyệt đối vì nó là sản phẩm chính hãng. Và khi khui hộp ra thì ở trong sản phẩm của chúng ta, một hộp thì sẽ sở hữu được là 2MB LED mini. Đó, thì đây là lõi của cái sản phẩm của chúng ta. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái lớp xốp chống sốc cực kỳ là dày. Như thế này thì khi chúng ta vận chuyển thì cực kỳ là yên tâm. Ship hàng đi toàn quốc cực kỳ là yên tâm. Với những cái sản phẩm mà có cái lớp xốp dày như thế này thì nó sẽ đảm bảo cho những cái phần bi, phần bóng của chúng ta ở trong này nó sẽ không bị ảnh hưởng khi mà di chuyển. Rồi thì ở đây nó sẽ có hai cái bi, thì em sẽ lôi một cái bi bất kỳ lên để cho các bác tham khảo. Đó, thì đây sẽ là tổng quan của cái MB LED mini có cái tên thương hiệu là AIS. Rồi thì em sẽ đi sâu qua một vòng cho các bác coi. Thì cái MB này có cái phần tổng kính là 1 inch bằng thủy tinh. Ở đây sẽ có cái phần bầu chế độ cốt để cản cái phần ánh sáng dư thừa, sẽ không gây chói mắt cái người ngược chiều. Và đây sẽ là chế độ pha. Ở bên cạnh sẽ có cái mã của nhà sản xuất, in số seri của từng bóng. Và em này nó sẽ là cái phần đuôi chân H4, giống như em vừa nói ở trên cái pha xe máy đó. Thì những cái đuôi chân H4 thì đặc trưng là nó sẽ khá là to và nó sẽ có ba cái chấu cân ở đây. Thì em này nó sẽ có thêm một cái phần ốc ở đây để chúng ta có thể là chỉnh cái phần ánh sáng cao thấp, độ trụ của pha. Có nghĩa là khi chúng ta bật đèn mà chúng ta soi về đằng trước, có thể là cái đường cắt của ánh sáng chế độ cốt ở đây, thì cái phần pha nó sẽ có nằm ở đây, hoặc nó nằm quá cao thì chúng ta sẽ chỉnh cái con ốc để sao cho cái phần pha với phần cốt thì nó sẽ tương đương nhau, nó không bị cao quá cũng như không bị thấp quá đó. Và em này sẽ sở hữu ở phía đằng sau đây nó sẽ là một cái phần quạt, và em quạt này nó khá là hay, là công nghệ quạt không chổi than cũng như là công nghệ quạt không dây đó. Chúng ta chỉ cần tháo cái phần gen ở đây ra là cái quạt nó đã ra rồi đó. Thì các bác có thể nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái chấu bằng đồng để nó tiếp điện cho cái phần quạt này, và khi chúng ta cấp điện lên cái bi này, đồng thời là cái quạt này nó sẽ là quay. Và cái quạt này là công nghệ lút led không chổi than, cho nên là nó sẽ rất là bền, nó không bị hết chổi than như các cái sản phẩm khác. Đặc biệt là khi chúng ta đi rửa xe hoặc là đi mưa, nước nó vào đây nó sẽ không chết như những cái quạt mà sử dụng là chổi than. Đó, thì cái sản phẩm này nó có cái hay và sáng giá là như thế. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở cái phần bi này nó sẽ thò ra một cái đuôi có cái jack connect ở đây. Cái jack connect này cực kỳ là hay nhé. Thì khi chúng ta lắp nó sẽ thuận tiện cho chúng ta khi mà chúng ta lắp lên những cái phần đầu đèn hoặc là những cái phần chóa. Đằng sau nó sẽ có cái phần cao su, thì chúng ta sẽ không phải lùa qua cái lỗ đây nữa mà chúng ta sẽ rút ra như thế này. Cái rác này khá là chắc. Thì trong cái rác này chúng ta sẽ nhìn thấy là có 4 cái chấu, và ở đây nó sẽ có một cái gờ nhỏ, nó tương ứng với một cái gờ rãnh ở đây. Thì khi chúng ta cắm vào
chúng ta sẽ phải để ý. Thì ở trên sản phẩm này nó sẽ có thêm hai cái mũi tên, thì chúng ta sẽ nhìn thẳng hai cái mũi tên này là chúng ta sẽ cắm được vào thôi. Đó. Ở đây nó sẽ có thêm một cái răng để chống nước. Và sản phẩm này nó sẽ có thêm một cái phần driver ở đây. Cái phần driver ở đây thì sẽ là một cái cục nhỏ nhỏ xinh xinh như này thôi. Nó chỉ to bằng to hơn một cái phần ngón tay của em một xíu. Thì cái cục driver nó nhỏ nhắn như này thì chúng ta sẽ để ở trong cái phần đầu đèn, nó khá là tiện, để chỗ nào cũng được, nó sẽ không bị cồng kềnh mất diện tích của cái phần đầu đèn của chúng ta. Và ở đuôi này nó sẽ là cái chân H4. Thì cái chân này thì chúng ta sẽ thường là gọi là cái rắc ba chân hoặc là chân H4 thì nó cũng đều là nó. Thì mình hiểu như nào thì mình gọi như thế. Thì gọi là cái chân ba chân thì em thấy nó cũng khá là đúng. Và ở cái sản phẩm này thì em sẽ khui hộp thêm cho các bác một cái phiên bản nữa. Nó cũng giống y như thế này, nó chỉ khác một xíu về cái phần driver ở đây thôi. Thì ở đây hiện giờ đó trên tay em cũng là một cái sản phẩm Billet Mini H4 của thương hiệu AS. Ở đây thì nó sẽ khác một xíu ở cái phần cục driver ở đây. Và cái phần cục driver ở đây thì các bác có thể nhìn thấy là em này nó chạy được điện là DC 12 cho đến 36V. Thì cái em này nó sẽ phù hợp để gắn cho những cái chiếc xe chạy điện 24V, ví dụ là những cái chiếc xe khách này, những cái chiếc xe tải mà sử dụng điện 24V, hoặc xe máy sử dụng cái phiên bản này cũng được, không sao cả, càng tốt. Cái phiên bản này thì nó sẽ là giải nguồn giải rộng là 12-36 nhá. Còn cái phiên bản ở đây em đang cầm ở đây nó sẽ là điện 12V để dành cho những cái chiếc xe máy hoặc là những cái chiếc xe du lịch mà sử dụng điện bình 12V đó. Thì hai cái phiên bản này là đều như nhau. Và bây giờ là em sẽ sơ qua một số các cái thông số điển hình của em này. Thì em này nó sẽ sở hữu là giải điện áp là từ 12 cho đến 36V. Và cái nhiệt màu của cái MB này phát ra nó sẽ là nhiệt màu 6000, ánh sáng trắng sạch tinh tươm. Và cái em này, cái phần lumen là cái phần độ sáng để nó hắt xuống mặt đường, nó đạt đến là 6800 lumen, cực kỳ là sáng. Đó, ở hai cái bóng này vì cái phần công suất cũng như là phần độ sáng nó sẽ là như nhau. Nó chỉ khác nhau là cái giải điện áp đầu vào cấp vào thôi. Và em này nó sẽ rất thuận tiện khi chúng ta gắn lên những cái phần bóng đèn halogen có cái chân H4. Thì bây giờ là em sẽ hướng dẫn các bác cái cách gắn lên những cái mẫu đèn đó. Một cái chiếc pha xe máy nó cũng tương tự như cái chiếc pha ô tô thôi. Thì cái pha này nó đều có cái phần chụp đằng sau. Thì cái ô tô thì có thể là sẽ là phần chụp cứng, nó sẽ khác một xíu nhưng mà đại loại nó cũng tương tự như này thôi. Đối với lại những cái chiếc xe máy thì chúng ta sẽ cần phải bỏ cái phần chụp cao su như này ra. Và ở đây nó sẽ có một cái lẫy để nó giữ cái phần bóng ở đây. Thì chúng ta sẽ đè cái phần lẫy này xuống và chúng ta sẽ kéo gang này ra và chúng ta sẽ nhấc cái bóng này ra. Đó, thì như lúc đầu video thì em cũng đã chia sẻ cái phần bóng mà để nhận biết cái bóng chân H4 thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong một cái bóng nó sẽ có chế độ cốt này, pha, cốt pha, để nó nằm trên một cái bóng này, nó sẽ là chân H4. Và cái phần sắt vành ở đây nó khá là to, 3 chấu cân như thế này sẽ là cái bóng chân H4. Và bây giờ là chúng ta sẽ lắp cái phần bóng này vào trong cái phần chó ở đây. Thì cái đuôi connect như thế này chúng ta sẽ rút nó ra. Đó, và chúng ta sẽ xoáy cái phần quạt tản nhiệt ở phía đằng sau ra. Rồi, thì bây giờ là chúng ta cứ thế này, chúng ta đút nó vào cái phần chó đèn của chúng ta ở đây. Các bác lưu ý là ở đây nó sẽ có ba cái chấu, hai chấu nhỏ nó quay xuống dưới và một cái chấu to có con ốc ở đây nó sẽ quay lên trên. Đó, thì chúng ta sẽ cài cái phần phe sắt này vào. Đó, như vậy là xong rồi. Và việc tiếp theo chúng ta sẽ có thể là cắm cái connect này vào và chúng ta cấp nguồn cho cái phần bi này và chúng ta có thể thử cái độ cao thấp của cái phần pha mới cốt. Nếu như cái phần pha mới cốt mà chúng ta cảm thấy ok rồi thì lúc này chúng ta sẽ cầm cái cao su ở đây, chúng ta sẽ lùa vào như thế này. Đó, và chúng ta sẽ chụp nó lại. Khi chúng ta chụp khít như thế này rồi, đó, chụp sâu hết cỡ nhá. Nó khít như thế này rồi thì chúng ta sẽ vén cái này sang một bên và chúng ta sẽ vặn cái quạt này vào. Chúng ta sẽ phải lưu ý là chúng ta sẽ phải vặn kịch gen nhé. Nếu như mà chúng ta vặn hờ hờ thì cái chân đồng ở phía cái bóng nó sẽ không tiếp xúc tốt mấy lại cái phần đằng sau này thì cái quạt nó sẽ không quay được, nó sẽ không giải nhiệt được. Đó, nên là chúng ta cứ vặn chặt hết cỡ vào. Và trước khi lắp vào xe thì chúng ta sẽ phải thử xem là cái quạt nó có quay hay không. Rồi, ok, nó đã chặt rồi. Và tiếp theo là chúng ta sẽ cần gắn cái đuôi connect 4 chấu ở đây. Đó, như vậy là xong rồi. Và cái phần này thì chúng ta sẽ cắm vào xe. Cái rắc mà zin là khi chúng ta rút cái bóng zin ở trên xe này ra đó, thì chúng ta sẽ cắm giả cái này vào. Và điều kiện để sử dụng cái bóng này thì những cái chiếc xe máy mà sử dụng điện máy, có nghĩa là những cái chiếc xe mà khi nổ máy lên thì cái đèn nó mới sáng được ấy, là những cái chiếc xe đó sử dụng điện máy thì chúng ta sẽ phải chuyển sang điện bình. Và những cái chiếc xe mà ô tô thì thường sẽ là sử dụng là điện bình luôn rồi thì chúng ta không cần chuyển. Đối với lại những cái chiếc xe điện máy thì chúng ta sẽ phải chuyển điện. Chuyển điện bình như thế nào thì mình đã có một cái video hướng dẫn các bạn rồi, thì các bạn có thể là tìm ở trên kênh của mình là Kiên Motul ạ. Rồi, thì như thế này thì chúng ta sẽ sở hữu được một cái MB
LED mini có kích thước là 1 inch lên những cái chiếc xe như thế này, và cái độ sáng của em này nó khá là cao. Ở trên thông số kỹ thuật của nhà sản xuất đưa ra thì cái bóng halogen dạng 3 chân như thế này thì nó sẽ có cái phần lumen đưa xuống mặt đường nó chỉ đạt được có 1.000 cho đến 1.500 lumen thôi. Và cái bóng này nó đạt tới là 6.800 lumen, thì các bác có thể là trên con số lý thuyết thì các bác có thể là biết được cái bóng này nó gấp cái độ sáng của cái bóng này là bao nhiêu lần rồi. Và bây giờ là em sẽ đi test ánh sáng thực tế của cái bóng này trên một số cái chiếc xe máy mà em đã quay video từ trước, hoặc là trên những cái chiếc ô tô mà em đã quay video từ trước. Rồi cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Nếu như các bác có nhu cầu cái sản phẩm này thì bên em sẽ cung cấp cho các bác theo cái số điện thoại ở đây, thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em, hoặc là em sẽ để cái số điện thoại của em ở trên góc màn hình ấy, thì bên em sẽ ship hàng đến tận tay cho các bác, thì các bác có thể là lắp như em vừa hướng dẫn đó. Cái giá sản phẩm này thì nó như thế nào thì các bác hãy liên hệ trực tiếp với em, hoặc là em sẽ để một cái link ở phía bên dưới thì các bác có thể là lên trên Shopee, thì bên em có thể bán ở trên Shopee, các bác có thể đặt hàng về để lắp. Và cái sản phẩm này sẽ là bảo hành chính hãng là 12 tháng, lỗi đổi mới trong vòng 12 tháng các bác nhé. Và ở trên sản phẩm này thì bên em sẽ dán cái tem như thế này. Đó, bên em sẽ dán cái tem như thế này, sẽ đánh ngày tháng các bác đặt hàng vào. Thì trong thời gian bảo hành, nếu như cái bóng này có vấn đề gì thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại mà em đã dán trên cái tem này. Đó, thì lâu này các bác không bao giờ quên. Cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi.